Organ 2015. Sau đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tư thế mà khi chúng ta ngồi được cái đường organ thì chúng ta đánh được organ với cái đàn piano cái hình dạng giống như các bạn ha. Khi ta ngồi lên cái đàn á thì ta phải có cái ghế đó mà vừa tầm với lại cái đây là tiểu thừa, đây là cái đường organ các bạn ha. Đó, thành ra ta phải ngồi á, đầu người đầu cái hướng về phía trước ha, giờ nó dặn mình ha, hơi đưa người tới phía trước, thấy không? Cái người hơi đưa phía trước rồi ok, bàn chân áp sát hiềm nhà, bàn chân áp xuống ha, rồi chân phải đưa ra trước, cái chân phải các bạn, cái chân phải bắt đưa ra trước, tại sao vậy? Cái chân phải ra trước hơi xa một chút, tại cái chân phải này đó là cái chân để chúng ta đánh nhịp, à, các bạn chưa đạp nhịp đạp chân các bạn, rồi, cánh ta rồi tiếp theo là cánh tay để thả xuống thoải mái ha, à, các bạn phải lưu ý cái đó. À, rồi chúng ta thấy cái hình hình đồ hình của cái đờn đây là tượng trưng cho người ngồi đờn ha, thì người hướng về phía trước, cái chân phải ta đưa ra phía này các bạn, cái ghế nó phải vừa tầm, cái ghế là sao nghiên cứu nó vừa tầm với lại cái đờn ha, thì cái thì lúc đó đó cái bàn tay để song song với mặt đờn thì bàn tay mình nó mới song song với mặt đờn được ha. Khuỷu tay hơi cao hơn mặt đờn, cái khuỷu tay các bạn, cái khuỷu tay là cái này nè, cái cùi chỏ nó phải cao hơn mặt đờn chút ha. À, bạn lưu ý cái đó. Rồi các ngón tay khung tròn hay là cong tròn ha, khung tròn lại nhưng đang nắm một quả cam các bạn, khung tròn lại, các ngón tay mình khung tròn, đó tôi sẽ mô hình cái đó. Rồi tôi người ta dặn thêm dặn lại khi đánh đàn dùng ngón tay gõ xuống các phím, tránh di động bàn tay các bạn, không có di động cái nguyên cái cánh tay và bàn tay ha, gõ mạnh, tiếng đàn kêu lớn gõ nhẹ, tiếng đàn kêu nhỏ, nếu mà chúng ta đánh nọt ta của cái này nữa các bạn. Đó thì chúng ta tóm tắt những cái quan trọng ha, hơi đưa người tới phía trước, bàn chân áp sát thềm nhà, áp xuống, chân phải đưa phía trước để dùng để gõ nhịp các bạn ha, cánh tay thoải mái thoải ha. Bàn tay để song song với mặt đờn, khuỷu tay hơn cao hơn mặt đờn các bạn ha, các ngón tay tôi để đây thì các bạn nhìn thấy ha, các ngón tay khung tròn lại như đang nắm một quả cam, khi đánh đàn bắt dùng ta dùng ngón tay nha các bạn ha, đó chúng ta thấy cái đây là bàn tay nó cong tròn như thế này các bạn ha, thấy chưa? Các ngón đờn được quy định sao các bạn ha, ngón cái là ngón một, ngón trỏ hai bên là ngón hai, ngón giữa là ngón ba, ngón áp út là ngón bốn, và ngón út bên đây á thì là ngón năm các bạn ha. Hai bàn tay chúng ta sẽ đau ảnh với nhau các bạn. Ở đây là những lời dặn đầu tiên cho người đánh đờn họt, và quan trọng khi chúng ta đánh đàn chúng ta tư thế thật thoải mái các bạn, thì chúng ta sẽ có hai loại đờn Yamaha và organ, mà có nhiều loại đờn khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành trên cái bàn phím các bạn. Cảm ơn các bạn. Đến với chương trình học organ 2015 các bạn, chúng ta sẽ có toàn ảnh cái đờn, đây là cái đờn Yamaha các bạn, cái đờn Yamaha này có ký hiệu là 225 ha, 225, cái đờn này cũng xưa lắm các bạn, nhưng mà nó có những cái chi tiết và cái công năng cũng rất là tốt ha, chúng ta còn chơi được ha. Sau đây là chúng ta sẽ giới thiệu cái cách sử dụng đàn, cái này thì cũng dễ thôi các bạn. Chúng ta có những cái nút, nút này là nút tượng trưng cho cái phần đệm này ha, tất cả cái đờn nào cũng có cái này ha. Chúng ta thấy là đây là cái phần start stop để ta mở, còn cái này là intro các bạn ha, cái này là main A main B để diễn tả phần A phần B, cái này là chúng ta bấm cái nút accom này vô các bạn thì cái đờn này nó sẽ có phần hợp âm đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu các nó trên bàn phím các bạn ha. Bàn phím chúng ta thấy nó có một tất cả là nhiều dạy khác nhau, ta thấy không? Thì bàn phím ta lướt qua bàn phím thì chúng ta thấy có nhiều dạy khác nhau, thấy không? Thấy chưa? À, nó nhiều dạy khác nhau. À, chúng ta thấy nè, nó có tất cả là nhiều nó phím khác nhau, nhưng mà nó có một cái sự đặc biệt là các bạn, nó chỉ có những cái nhóm như các bạn, cái nhóm hai nốt đen, nhóm là hai nốt đen và ba nốt trắng, rồi cái nhóm kế tiếp á là ba nốt đen bốn nốt trắng các bạn, cứ như thế từng hoàng ha. Nhóm thứ nhì cũng vậy, bây giờ ta thấy có hai nốt đen ba nốt trắng và kế tiếp cũng vậy,
và nó kéo dài ra ha, thì chúng ta nó gọi đó là một bát độ các bạn. Đây là một bát độ. Bắt đầu thứ nhất, à, tôi bỏ này ra. Bắt đầu thứ nhất đây, đây là đánh đồ các bạn. Nên tôi ghi trong đây là bắt đầu thứ nhất. À, nó thứ nhì sẽ là nốt rê các bạn. À, nếu bạn lịch sử các bạn có thể ghi dưới này các bạn, tôi ghi nốt dưới này thấy không? Nếu ở nhà ta không ghi cái này thì ta ghi nốt dưới cái này là phím này các bạn ha, cho nó lịch sử chút. Thấy không? Nhưng mà trong bài này á, vì lý do cái bài giảng cho nó rõ, thành ra chúng tôi phải ghi nốt trên cái bài đờn với ghi số này nữa các bạn thấy không? Thì coi như nốt đầu tiên nó có hai dải phím đen, đó là nốt đồ các bạn ha. Rồi nó kế tiếp là nốt nốt rê, nó kế tiếp là nốt mi, nốt pha, nốt son, nốt la, nốt si, nốt đô. À, tại sao có cái này nó có cái màu đỏ các bạn? Cái này là tung làm màu đỏ để chúng ta đánh dấu khi chúng ta học học âm ha. Thì tại sao có nốt này chúng ta biết đó là thứ tự hàng âm các bạn ha. Thứ tự hàng âm ví dụ như C này ha, rồi tới nốt đô, rồi nốt rê ha, nốt mi, nốt này là nốt pha các bạn ha. À, pha, son, la, si, đô. Nhưng mà các bạn thấy trên cái đờn này có một cái điểm đặc biệt. À, năm octave nó có cái điểm đặc biệt các bạn. À, điểm đặc biệt bạn lưu ý cái này. À, tôi thấy là ha, từ nó si tới nó đô. Thấy chưa? Nó không có cái phím đen này các bạn, nó chỉ có nửa cung thôi, nó có một nửa cung thôi. Nó có cái phần nó có một cái phần ngăn cái dải ngăn cách. Thì ta gọi là si đô là nửa cung ha. Rồi, trong khi từ đô á tới rê, ta thấy không? Có một phím đen thì ta có là đô, đô thăng. Đô là đô thăng mà tới rê, hoặc là rê rê dáng tới đô ha. Thì nó nốt mi tới nốt pha. Nốt mi tới nốt pha chúng ta thấy ha, nốt mi tới nốt pha. Thì cũng có nửa cung thôi các bạn ha. Đó, thì chúng ta thấy trên cái đờn ọc nó hiện ra những cái gì mà chúng ta cần biết á ha, cung ha, từ mi qua pha nửa cung, từ si qua đô nửa cung. Và khi mà chúng ta học thứ tự hàng âm rất là dễ, ta thấy không? Đô rê mi pha son lá si đô. Vậy nó từng hoàng hoàng các bạn ha. Rê mi nè ha, pha son lá si đô vân vân. Nó từng hoàng vô tận. Vậy chúng ta thấy thì bây giờ chúng ta xác định nốt đô thế nào. Nốt đô đầu là nốt đô 1 ha, ta gọi là đô 1. Sát sát cái này thì ta gọi là đô 1. Thấy không? Đô kế tiếp, đô thứ hai. Rồi, đô thứ ba. À, đô thứ ba tức là cái nốt đô chúng ta cần thiết các bạn. Tức là đô này nè các bạn ha. Nốt đô này nè ha. Nốt đô thứ ba tức là cái nốt mà đô chúng ta cần thiết. Rồi, chúng ta hãy lấy ha. Đi dạy cái này. À, xin mời các bạn tiếp tục. Bạn đến với chương trình học bọc gang 2015. Sau đây là chúng ta sẽ bắt đầu thực hành những cái nốt trên cây đờn các bạn. Thì chúng ta sẽ thấy là cái ngón bàn tay chúng ta, cái bàn tay á, bàn tay phải chúng ta phải đặt cong tròn gì các bạn ha. Tôi sẽ rất là bàn tay phải chúng ta sẽ để cong tròn các bạn ha, đó cong tròn như vậy. Thì chúng ta thử tưởng tượng vẽ một cái hình parabol đây các bạn. Parabol đây thì bàn tay chúng ta phải để nó nằm trên cái đó, và cái ngón cái và cái ngón út này các bạn nó phải ngang bằng với nhau hả. Thì khi chúng ta đánh thì chúng ta phải thẳng cái tay các bạn ha, nó cong tròn. Các bạn lưu ý cái ngón tay của thầy ha, ở bàn tay chúng ta đặt ha. Đó. Ta sẽ đặt nốt đô, ngón cái là ngón 1 các bạn ha, tôi để ngón 1 ha. Ngón 2 trên đô, ngón 2 trên rê, ngón 3 trên mi, ngón pha trên pha 3, ngón son trên 5. Đô ha, 1, 2, 3, 4, 5, ngón đô, nốt đô các bạn. Sẽ nằm trên nốt rê, nốt tha, ngón 2 trên mi, rê, nốt đô, 1 trên rê, trên 2, 1 trên đô, 2 trên rê, ngón 3 trên mi. Ngón pha trên son, à, pha 3, 4 trên pha, ngón 5 trên son, ta làm lại nha. Ngón 1 trên đô, ngón 2 trên rê, ngón 3 ở mi, ngón 3 ở mi, ngón pha, ngón 4 ở pha, ngón 5 ở son. Mà chúng ta phải, tại lớp mới đầu các bạn đánh thì nó hơi khó khăn, các bạn phải tập vậy đó các bạn. Các bạn đánh nhiều cho nó quen đi ha, để cho chúng ta sẽ quen cách góc độ. Nên chúng ta đánh nhẹ đồ, ta ngân xuống chút các bạn ha. Đồ, ha, rê, nè, ha, mi, pha, ha, son, pha, mi. Ta nhịp chân một cái ha. Các bạn nhớ là khi đánh chúng ta, cái chân, chúng cái ngón ta nó sẽ dở bất chợt lắm. Nó chưa có điều khiển được cái ngón. Rồi là chúng ta phải tập mấy cái ngón này cho nó đều ha. Để nó giữ ngón ta đánh xuống. Khi đánh cái ngón đồ này xuống, mấy ngón kia hở lên các bạn ha. Nè, rê, ha, dạ, đồ, ha, rê, mi, pha, son, ha. Ba, mi, ha, rê,
là chúng ta đã điều khiển các ngón nó giữ nè. Nha. Các bạn đừng cho cái ngón cái này ra ngoài nha, nó gọi là out các bạn. Chúng ta sẽ ghi cái nốt ở dưới này, khi sau này chúng ta sẽ lấy anh con chúng ta bo này đi các bạn ha. Đó, là cách đặt cái bàn tay đầu tiên chúng ta sẽ đánh có 5 ngón các bạn ha. Đánh trên nốt có 5 ngón thôi, sau đó chúng ta sẽ học luật ngón để chúng ta dường lên ha. Đó, đồ, re, mi, fa, son, fa, mi, re, đồ ha. Rồi, sau khi chúng ta đánh cái này nó cong tròn vậy các bạn ha, đó cái bàn tay. Sau khi tập này xong chúng ta phải chuẩn bị qua nhạc tiết các bạn. Nên nhắc lại, ngón trỏ, ngón cái trên ngón mờ trên nốt 1, ngón trên ngang mờ trên cái nốt đô là ha. Ngón trỏ là ngón số 2 trên nốt re. Ngón giữa trên trên nốt mi ha. Ngón áp út trên nốt fa tức là ngón số 4, ngón út là số 5 trên nốt son vân vân. Bây giờ chúng ta chuẩn bị qua nhạc tiết trường độ là nó tròn các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn đến với lại chương trình học organ 2015, chúng ta sẽ tập nó tròn các bạn. Bài tập với nó tròn 4 khoát ta có là mỗi lần ta đập ta đếm các bạn ha. Ví dụ nó đồ nè, đồ, đồ, 2, 3, 4, nó rê các bạn, rê ta đánh, rê nè, rê, 2, 3, 4, nó mi là ngón 3, mi, mi, 2, 3, 4, nó pha các bạn, pha, pha, 2, 3, 4, tôi ghi số này các bạn thấy là ngón 5, tức là ngón út ha, son, 2, 3, 4, pha, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, rê, rê, 2, 3, 4, đồ, các bạn thấy không, tôi ghi số này, số 1 là ngón 1 ha, vân vân, tôi làm lại, đồ, 2, 3, 4, rê, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, pha, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, pha, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, rê, 2, 3, 4, đô. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thầy đánh trên bàn phím nha ha. Xin cảm ơn các bạn. Thứ nhất, tôi sẽ thầy đánh không có nói các bạn, tôi sẽ đánh ra đồ nè. Đô, 2, 3, 4, rê, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, pha, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, fa 2 3 4 mi 2 3 4 re 2 3 4 đồ. Các bạn đánh cho nó sâu không, các bạn cứ giữ cái tay các bạn hay làm lại hết nè. Nó tròn đồ 2 3 4 re ngón 2 2 3 4 miết ngón trỏ ngón giữa mi 2 3 4 fa 2 3 4 son 2 3 4 fa 2 3 4 mi 2 3 4 re 2 3 4 đồ. Rồi chúng ta sẽ đánh cái nốt này kêu lên cái bàn phím các bạn ha. Nè ta lấy nè. Bắt đồ đây ha, nó đồ nè. Thấy không? Đồ 2 3 4 nó re các bạn, re ngón 2 ha, re nó nằm vậy ha. Re 2 3 4 mi. Mi là nó nằm ở phím 3 các bạn ha, ta ghi số 3 nè các bạn thấy không? Mi ta ghi số 3 nè ha. À, tại đây chúng ta thấy nó đối chiếu nè. Mi 2 3 4 pha, pha là cái thứ nhất ha. Pha 2 3 4 son. Son là dòng thứ nhì các bạn ha, ta làm lại nha, ta làm cái nó tại đây ha, đồ nè. Đồ ngón 1 ha, đó đồ nó nằm ở ngoài khuôn nhạc ha, nó là ngón số 1 làm lại. Đồ 2 3 4 re 2 3 4 mi nè các bạn, nó mi ta sẽ kéo đặt đối chiếu đây ha, mi nè. Mi 2 3 4 nó pha. Ba hai ba bốn son ha, hai ba bốn pha, ba hai ba bốn mi, hai ba bốn re, hai ba bốn đô, hai ba bốn. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta đi đến cái bài tập cái nốt trắng các bạn. Đây chúng ta thấy là nó trắng rồi ha, nó trắng, nó trắng, nó có cái đuôi nốt này các bạn, nó trắng, thấy không? Ở đây nó trắng có đuôi nó nè, nó đuôi lên để ta đọc là đồ 2 re 2 mi 2 pha 2 son là son các bạn đọc là son 2 pha 2 mi 2 re 2 đồ 2. Chúng ta làm lại cái này ha, đồ nữa các bạn, ta sẽ đánh đồ lên ha, đồ đồ 2
Lại cho các bạn ha. Đô 2, đê 2, mi 2, fa 2, son, son 2, fa 2, mi 2, đê 2, đô 2. Các bạn phải đánh cho nó lẹ và nó đúng cái phách đó các bạn ha. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trên bàn phím các bạn ha. Chúng ta cái máy nghi ta phải đi nghiêng tại vậy mới đánh được hết các loại ha. Các loại các bạn thấy ha, tôi sẽ để vậy các bạn coi. Đô ha. Đô 2. Đô 2, đê 2, mi 2, fa 2, son 2, fa 2, mi 2, đê 2. Đồ. Xin nhắc lại cái đồ này là cái đồ thứ ba từ ngoài đếm vô các bạn ha. Đồ 1 nè, đồ thứ nhì và đồ thứ ba. Làm lại. Đồ à, các bạn phải để bằng tay nó cong tròn mà cái ngón này nằm trên cái đường parabol các bạn ha. Ta đánh đi nó sẽ làm cho chúng ta giữ được cái bàn tay được các ngón tay chứ không chúng các ngón tay chúng ta tự quơ lên nó rất bất từ từ lắm ta làm này ha. Đô 2, đê 2, mi 2, fa 2, son 2, fa 2, mi 2, đê 2, đô. Bây giờ chúng ta sẽ đánh các nốt trên này các bạn ha. Đây là nốt đô ha, nốt đô trắng ha. Nó là ngón 1, nốt rê, ngón 2, nốt mi dần thứ nhất là ngón 3, nó pha là ngón 4 mà sao là ngón 5 ta làm lại các bạn ha. Đồ nè. Đô 2, đê 2, mi 2 pha nè. Pha 2, son 2 ha. Pha 2, mi ta trở lại. Mi 2, đê 2. Đồ chúng ta làm lại các bạn ha.